Và xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video của My ngày hôm nay. Thì cũng đã rất là lâu rồi My chưa có giới thiệu đến quý khách những mẫu quạt năng lượng mặt trời giá rẻ. Thì ngày hôm nay có một mẫu mới vừa về hàng nên là My cũng sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách hàng. Thì với một mức giá chưa đến 2 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu ngay một cái chiếc quạt năng lượng có thể sạc được điện thoại cũng như là sạc đi lưu động ở bất kỳ nơi đâu mà không có dây điện rườm ra. Và nếu mà quý khách hàng nào quan tâm những mẫu quạt năng lượng mặt trời thì hãy xem hết video này của My nha. Và đầu tiên thì My sẽ khui cái thùng đèn này ra để giới thiệu chi tiết ở bên trong cho quý khách nha. Và My cũng mới vừa khui xong những chi tiết bên trong cái bộ quạt năng lượng mặt trời này. Thì với một cái bộ quạt năng lượng mặt trời này thì cái việc lắp đặt cũng khá là đơn giản, chỉ mất 5 phút đồng hồ của quý khách thôi. Nên là bây giờ My cũng sẽ hướng dẫn cho quý khách cách lắp đặt cái chiếc quạt này nha. Và My cũng mới vừa lắp đặt xong một cái bộ quạt năng lượng mặt trời. Thì như quý khách cũng đã thấy thì cái bộ quạt này được lắp đặt khá là đơn giản nên là quý khách cũng có thể tự lắp đặt tại nhà. Thì với một cái bộ sản phẩm này thì quý khách có thể là vừa xài được quạt nè, vừa xài được đèn cũng như là có thể sạc điện thoại trực tiếp ở trên bộ quạt này nữa. Thì một cái bộ quạt năng lượng mặt trời này thì nó sẽ rất là thích hợp cho quý khách hàng nào hay đi ở những nơi không có điện lưới, như là đi chòi để giữ lúa hay là những cái chỗ mà không có điện á, thì quý khách cũng có thể sử dụng cái chiếc quạt này để có thể làm mát cũng như là có thể sạc điện thoại bất cứ lúc nào quý khách muốn. Và bây giờ thì sẽ là phần thông số kỹ thuật của chiếc quạt này cho quý khách. Thì với cái chiếc quạt năng lượng mặt trời này thì nó sẽ có công suất là 25W. Kích thước của cái chiếc quạt này sẽ là 45 x 120 cm. Thì với một cái dung lượng pin là 18.000 mAh thì chiếc quạt này cũng có thể đảm bảo thời gian sử dụng cho quý khách từ 10 tới 12 tiếng tùy theo cái cấp độ quạt của quý khách nha. Và đây là chiếc quạt năng lượng mặt trời nên là nó cũng sẽ có tấm pin đi kèm để có thể sạc được cho chiếc quạt này. Thì tấm pin sử dụng cho quạt là tấm pin 9V 20W. Kích thước tấm pin sẽ là 350 x 290 mm nha. Và bây giờ thì My sẽ hướng dẫn cho quý khách cách sử dụng chi tiết hơn của bộ sản phẩm này để cho quý khách hàng nào có nhu cầu có thể dễ dàng mua hàng nha. Và bên cạnh đó thì ngoài sạc bằng năng lượng mặt trời, quý khách cũng có thể sạc trực tiếp bằng nguồn điện nhà của quý khách thông qua cục sạc này.
Thì với cái cách sạc linh hoạt này thì quý khách cũng có thể dễ dàng sử dụng hơn. Trong những ngày trời ít nắng nhiều mây, quý khách lo ngại chiếc quạt không đủ năng lượng để sạc thì quý khách cũng có thể sạc trực tiếp bằng điện nhà của mình nha. Và đây cũng chính là bộ quạt năng lượng mặt trời mới mà công ty Xenon Solar mới vừa nhập về. Thì My cũng có đề cập đến, đó chính là nó sẽ có hai màu để cho quý khách lựa chọn, đó chính là màu xanh này hoặc là một cái màu đen như thế này. Thì tùy vào nhu cầu quý khách cũng có thể lựa chọn một trong hai mẫu này nha. Thì với hai cái mẫu này thì nó sẽ đồng giá là 1.700.000 đồng, bao gồm cái vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, và sản phẩm sẽ được bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm liền. Thì nếu quý khách hàng nào có quan tâm thì nhanh tay nhấc điện thoại liên hệ ngay với My qua số điện thoại trên màn hình để My có thể tư vấn và chốt đơn hàng nhanh chóng cho tất cả quý khách nha. Và cái video ngày hôm nay của My thì cũng đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Còn nếu mà quý khách hàng nào đang xem video của My chưa ấn nút đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên góc phải màn hình để có thể đón theo dõi những video hấp dẫn của công ty Xenon Solar. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.